Xin chào các bạn đến với trung tâm Gmaster.io Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bộ nhỏ bằng GXS dùng để tra cứu thời tiết Ở đây các bạn có thể xem ở trên giao diện đây, Ví dụ đây mình sẽ nhập địa điểm là ở Hà Nội mà mình nhấn button là tra cứu Đây sẽ ra được nhiệt thời tiết tại Hà Nội bao gồm nhiệt độ C hoặc là nhiệt độ F và sẽ có hình ảnh miêu tả thời tiết ở tại đây Hoặc là giờ mình sẽ nhập vào Thái Bình Nhập tra cứu thời tiết tại Thái Bình nhiệt độ C là 20,2 nhiệt độ F là 68,4 về miêu tả ở đây có mưa và có chút nắng hoặc là mình sẽ nhập ở Cà Mau đi tra cứu đây Cà Mau đây là hiện giờ ở Italia rồi Nhập độ Cà Mau đây đây nhiệt độ C đây nhiệt độ F đây Bình ảnh bây giờ đây ở Cà Mau thì bây giờ là không có mưa và còn nắng và có nhiều mây và bây giờ mình sẽ nhập vào New York ở nước Mỹ không phải ở Việt Nam nữa đây thời tiết tại New York như này khá là âm mưu. Được rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm uh, code nhé trước tiên như mọi lần thì mình cần phải sẽ áp một uh, project bằng reactjs react. các bạn nhớ chạy câu lệnh là npx và là create uh, react app sau đó chính là tên uh, project của chúng ta ví dụ ở đây mình sẽ đặt là weather này sau đó mình sẽ nhấn lệnh enter Đấy, nó sẽ tự động có một cái folder là weather này thì đây chính là project reactjs của chúng ta còn đây thì mình đã có sẵn project.js uh, rồi thì để làm được project tra uh, cứu thời tiết này thì mình cần phải thứ nhất cần phải hai thứ đó là thứ nhất là mình cần phải có gọi được API public của cái weather này thứ hai là mình sẽ phải có gọi cái thư viện axios này thư viện axios này thì mình dùng để gọi API uh, weather đấy thì các bạn chỉ cần chạy lệnh uh, gọi lệnh npm i axios tự động thì nó sẽ cài thư viện axios vào project của chúng ta đây, cái chính chúng ta cần phải xem cái thư viện nó là weather api đây thì các bạn có thể lên ở trang là weather com này sau đó các bạn login vào nếu mà chưa có tài khoản thì sign up vào Rồi sau khi mà login thì nó sẽ trả về cho các bạn là một cái api key này đây cái này mình dùng free nhé đây api key đây sau đó các bạn sẽ vào phần đọc của nó để đọc thông tin api đây, api của họ đây đây uh, request của họ thì là url là như này current weather thì các bạn phải truyền current weather vào param uh, hoặc là current xml nghĩa là dữ liệu mà bạn muốn trả ra dạng json hay là dạng xml các bạn truyền là key vào thì, key đó là cái api key mà các bạn đăng ký đấy uh, cái quy này đó là địa điểm địa điểm mà các bạn muốn xem là bạn muốn tra cứu thời tiết ở đâu còn ở dưới đây thì gồm rất nhiều các param khác rất nhiều lựa chọn các bạn khác nếu các bạn cần thì các bạn có thể lên đây đọc rồi các bạn áp dụng vào project của mình ở đây thì mình chỉ cần hai cái chính đó là key và quy thôi đây mình sẽ test ở trên nhỉ đây, ở đây của mình thì mình đã có là bây giờ là của mình là http v1 và mình muốn dữ liệu trả ra của mình là kêu dừng json Key của mình đây mình sẽ copy cái quy API key trên của mình và mình search cái quy quy ở đây mình search là thái bình và mình ấn send uh, phương thức là get nhé đây thì dữ liệu trả về cho mình đó là location kieran location name thái bình kieran thêm c có nghĩa là độ c thêm f có nghĩa là độ f condition icon đây chính là icon hình uh, ảnh uh, miêu tả đấy còn dưới đây sẽ là liên quan đến độ gió này bao nhiêu gió trên uh, tốc độ của gió đây m phút này phút đây đây có rất nhiều mà thông tin từ API thời tiết này nó trả ra nhưng đây mình chỉ cần quan tâm đó là độ c và độ f và là hình ảnh biểu tả thôi rồi mình sẽ xem code nhé đây thì trước tiên là các bạn sẽ tạo ra một uh, thư mục component trong thư mục có sẵn đó là src sau đó trong component các bạn sẽ tạo ra một cái file là weather.js. Sau đó các bạn sẽ tạo ra được một cái react hook gọi là weather. Tiếp đó các bạn cần phải khai báo ba cái sẵn. Thứ nhất là axios thì là cái thư viện axios mà mình nói nãy các bạn tải vào đây. Thứ hai các bạn sẽ cần phải là API key, khai báo API key đây, chính là key của bạn khi đăng ký API là weather API đấy. Thứ ba là cái base URL, này là có sẵn ở trong ở uh, uh, đáp ở trong uh, đáp box đấy. Sau đó là các bạn sẽ nhìn trên giao diện ở nhìn trên giao diện ở đây, thì các bạn có thể thấy là mình sẽ có là một ô input và một cái nút là button. Đây, mình sẽ tạo ra một ô input và một nút button. Cái nút input này này thì mình sẽ để cho nó là một cái state đi. Mình sẽ khai báo cho nó một cái state đó là address là cái địa chỉ của mình và mình sẽ bắt cái sự kiện mà khi mà người dùng mà nhập nhập đoạn text đấy thì mình sẽ xét lại cái state là address đây để mình xét lại cái uh, giá trị ở state là address đi tiếp đó thì mình sẽ tạo ra một cái function đó là get weather là từ từ mà người ta nhập cái địa điểm đấy là mình mới tra cứu thì mình sẽ truyền cái địa điểm này lên vào cho cái API là uh, API của weather đấy thì API của weather đây thì mình sẽ dùng hàm trái cát nhé bắt trái cát để nó lúc ra lỗi là không bị uh, văng ra đây report của mình thì bằng await asia. get chữ get mình sẽ gọi là phương thức là get tiếp đó là cái bay url bay url ở đây của mình sau đó mình gạch kiln chấm dây sơn mình muốn dữ liệu ra của mình chẳng về dạng là dây sơn tiếp đó mình sẽ chuyển key chuyển key đây dưới dạng là uh, chuyển kiểu param key bằng api key và quy của mình chính là bằng cái state address sau đó mình sẽ thử lock cái report.data ra, xem data trả về là gì. xong mình sẽ set lại cái state weather đây, mình vừa khai báo cái state là weather đây để mình lấy cái dữ liệu mà từ API trả trả về. Sau khi mà có được weather trả về rồi. Đấy thì mình sẽ lấy ra, ví dụ như là thời tiết tại weather.location.name. Đây, weather.location.name nghĩa là thời tiết tại thành phố này của đất nước này và nhiệt độ C. TMC và nhiều độ F, TMF còn ở chỗ này thì là cái ảnh của mình mình để chờ thẻ A IMG của mình cái suộc IMG chính là cái suộc mà là link của icon cần trả về đấy đây các bạn có thể xem trên postman đây location name là thái bình canchi là ở việt nam chấm Kieran, data current tmc là độ c còn ở tmf là chính là độ f sau đó là condition.icon, đây chính là link của cái uh, hình ảnh của thời tiết đây. Sau đó xong mình khai báo xong là cái hàm get weather này thì mình sẽ truyền cho nó bắt sự kiện khi mà button này, khi mà on click thì mình sẽ chính là gọi đến cái hàm là get weather để mình tra cứu. Và mỗi lần mà khi người ta nhập lại nút gì ở trên input đấy thì mình đều set state uh, địa chỉ. Đây như các bạn có thể thấy. Uh, Cần Thơ đi, xơ đây, đây. Thì address của mình chính là Cần Thơ là nhiệt độ đây. Mình sẽ nhập lại là ở Huế đi. Huế cái này đó nó không ra được, thì mình sẽ nhập lại uh, theo tiếng Việt. Xem có ra được Việt Nam không? Đây, Huế đây, ở Việt Nam đây. Đây. Thì project đến đây là kết thúc thì các bạn ở, ở nhà luyện tập